thủy tinh cổ uốn cong với thiết kế sang trọng, được làm từ thủy tinh soda lam, sử dụng chất liệu an toàn, có thể đựng bất kỳ loại nước uống nào như các loại trà, nước trái cây, cà phê, với hai dạng lộ thoát dạng lọc, dễ dàng tách lọc trà và bã trà, lộ thoát dạng mở, thuận tiện rót được cả thịt trái cây, giữ nguyên vị thơm ngon của nước uống, dễ dàng vệ sinh với miệng bình rộng, giúp bảo vệ sức khỏe gia đình. Bình nước thủy tinh cổ uốn cong, Lock and Lock.